tại sao trên đời lại có những người mà một người bố mẹ, một người bố đã nuôi mình lớn lên. Tại sao lại như vậy các bác? Nghe tới cái hoàn cảnh này thì cá nhân, đối với cá nhân bản thân của em cũng rơi nước mắt. Các bác biết em là người, cũng là một người mồ côi. Và như vậy thì em thấy hiện tại bây giờ cho các bác thấy là chúng ta tiến vào bên trong để xem nơi ngủ của ông nhé. Không à? Như tiến ra mảng thà ông như kéo cuốn nào. Các bác thân mến, thì đây là hai bên cái cửa, cửa vào bên trong. Thì thật sự mà đây, cô chú và các bác ạ, đây là cái nơi mà chủ yếu là ông không biết đi lấy nước ở đâu mà ăn uống. Ông thì không có đốt lửa nhá, không có đốt lửa này. Đây là chăn chiếu thì chỉ có ngủ ở dưới đất, có một cái chiếu dài đây, không có một cái gì ngoài cái chăn này. Đây này các bác, các bác nhìn thấy khi mà nhìn ra ngoài là chắc chắn là trời mưa nhiều á, trời mưa to gió thì chắc chắn nó sẽ hát vào đây ướt hết toàn bộ này. Thế các bác thấy là chỗ này thì giống như là chuồng lợn ấy. Thì như bên dưới này còn có con cái gì chó nhỉ, con bọ chó người ta gọi là ấy á, cán người các bác. Giữa cái nơi mà này bác ở được.